tiếp bên với tuổi trẻ giải vô địch trẻ Đông Nam Á lần thứ 16 tổ chức Campuchia giữa hai vận động viên Việt Nam Nguyễn Hữu Đức mặc áo đỏ do đang giao bóng và vận động viên mặc áo vàng của Singapore. Đây là bóng thứ nhất. Số hiện tại đang là 6-6. Hey!
chứ. Chính đáng Hữu Đức đã vươn lên phần trước một đường. Vận động viên của Singapore ra bóng. Trận đấu tiếp tục ván thứ hai, vận động viên Singapore ra bóng.
Tỷ số hiện tại là 8-0 với đội tuyển Singapore ra bóng. Singapore vươn lên dẫn trước. Chín đều, Hữu Đức của Việt Nam sẽ giành quyền ra bóng. Singapore vươn lên dẫn trước Hữu Đức một điểm. Hữu Đức vẫn tiếp tục ra bóng. Mười đều, đều ra bóng cho phía Singapore. Đây là một trận đấu rất gay go, ngang tài ngang sức. Singapore vươn lên dẫn trước một điểm, đổi ra bóng cho Hữu Đức, 10-11. Singapore đã giành thắng lợi với tỷ số 12-10. Tỷ số chung cuộc hiện nay đang là 1-1. Trận đấu tiếp tục ván thứ 3, Hữu Đức của Việt Nam giành quyền ra bóng.
4 đều. Tỷ số của ván đấu hiện nay đang là 5 đều. Vận động viên Singapore ra bóng. Rất đáng tiếc cho vận động viên Hữu Đức của chúng ta, ngày hôm qua anh bị cả cho nên thể lực cũng có phần giảm sút. Nhưng với ý chí rất là quyết tâm, có vẻ như ở vào thời điểm này anh đã quên cái sự mệt mỏi để tiếp tục thi đấu để quyết tâm giành thắng lợi. Hai đấu thủ giành giật từng điểm một. Tỷ số hiện nay đang là 6 đều. Hữu Đức của Việt Nam giành quyền ra bóng. Singapore đã vứt lên, tỷ số hiện tại đang là 8-6. Singapore ra bóng. Hữu Đức ra bóng với tỷ số 7-9. Giao bóng cho vận động viên Singapore tỷ số 10-8.
Singapore đã giành thắng lợi với tỷ số 11-8. Kết quả trận đấu đang là 2-1 nghiêng về phía vận động viên Singapore. Trận đấu tiếp tục ván thứ tư, vận động viên Singapore giành bóng trước. Tỷ số trận đấu hiện nay đang là 2-1 nghiêng về phía vận động viên Singapore. Singapore giao bóng. Giao bóng cho Hữu Đức của Việt Nam với tỷ số 1-5. Ở ván thứ tư này, vận động viên Singapore đã vươn lên dẫn trước với 4 điểm. Việt Nam đã xin nghỉ 1 phút theo luật. Chung kết đơn nam trẻ của giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 16 tổ chức ở Campuchia giữa hai vận động viên của Việt Nam và Singapore. Tỷ số hiện nay đang là 2-1 nghiêng về phía vận động viên Singapore. Đây là tình tiết ở ván thứ tư. Vận động viên Singapore đang dẫn trước với tỷ số 1-6-1. Hữu Đức của Việt Nam đã sử dụng quyền xin nghỉ 1 phút theo luật. Trận đấu tiếp tục, Hữu Đức giao bóng. Fire!
số hiện nay đang là 7 năm nghiêng về phía vận động viên Singapore. Vận động viên Singapore tiếp tục giành quyền giao bóng. Đây là vận động viên số 1 trẻ của Singapore. Đồng thời anh cũng nằm trong đội hình chính của đội tuyển quốc gia Singapore. Thế giằng co đã không hình thành. Vận động viên Singapore đang dẫn với tỷ số 10-5. Hữu Đức của Việt Nam tiếp tục giao bóng. 60. Vận động viên Singapore đã giành thắng lợi với tỷ số 11-6. Trận đấu tiếp tục, đây là ván thứ 5. Tỷ số của trận đấu hiện nay đang là 3-1 nghiêng về phía vận động viên Singapore. Hữu Đức của Việt Nam giao bóng. Singapore giao bóng. Thank you.
giao bóng cho vận động viên Singapore với tỷ số 6-4. Có vẻ như hữu đức của Việt Nam đã giảm sút về thể lực. Anh không còn độ linh hoạt như ở những ván đầu tiên của trận đấu. Đức giao bóng. Trẻ giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 16 tổ chức ở Campuchia.